cái đó nó hình thành từ bên Phật giáo Pháp Tông, nó hình thành á bằng bên Phật giáo Pháp Tông, và từ Phật giáo Pháp Tông đó lưu truyền cho đến đời đời những thứ khác. Và cái anh trai cũng đang rất là thịnh tại cái xã hội hiện bây giờ. Vì sao? Anh trai sẽ không bị sát sanh, mà không bị sát sanh thì sẽ không bị nhiễm bệnh, mà không bị nhiễm bệnh thì cái tự nhiên nó sẽ cũng bị hao mòn, cái những khu vực tự nhiên nó sẽ không bị hao mòn. Thì em nghĩ tất cả trên thế giới này chỉ ăn rau củ thì cái xã hội này á, cái thế giới này nó sẽ được. Tôi suy nghĩ đi, động vật nó sẽ nhiều con. Đúng rồi, nhưng mà với lại cái vấn đề nè, khi mà mình ăn rau củ nhiều quá thì mình không có bảo đảm được cái thành phần chất trong cơ thể của mình. Không, chị không tin vậy. Có nhiều người nói hay bị suy nhược, phải không? Suy nhược cơ thể không? Tại vì á, ăn chay á, em ăn thời gian đầu á, em rất là khó hấp thụ được tất cả các chất của tự nhiên mà em đang sống, rất là khó hấp thụ được chất đó. Vì hồi nãy giờ em có chất mỡ nè, chất thịt nè, chất calo nè, rồi chất đạm nè, vân vân và vân vân. Nhưng mà giờ em ăn chay thì em đang ngưng hết tất cả cái đó, thì em không hấp thụ kịp, thì em dễ sanh bệnh lúc đầu của ăn chay. Nhưng mà em ăn từ từ rồi đó, tại vì em biết không, kiểu như nước nó đang chảy vậy nè, nó đang chảy ao ao, em chặn nước lại tức một cái là một là bể vang, hai là nước nó bị giang ngược lại, nó bị chạm nó giang ngược lại, đúng không? Em hiểu được cái định luật gì chị đang nói, cái câu chuyện chị đang nói không? Giống như ăn chay, giống như là nước đang chảy ao ao ao, em đang ăn mặn nè, nước giống như là nước nó chảy ao ao, mà bây giờ thì mình lấy một cái tấm dán á hoặc là cục đá mình chặn lên cái khuôn, thì nước nó mà va chạm mạnh của nó sẽ đẩy cục đá lên khác, còn nếu mà cái cục đá nó chắc rồi đó, nó sẽ dồi trội ngược lại nước lại. Và nó chọn được là nước là chỉ có một cái chút sóng thôi, và từ từ cái sóng nó sẽ điều hòa, giống như mình đang ăn chay. Lúc đầu em ăn chay con người em rất là ốm yếu và xanh mặn, xanh hao mòn cái sinh lực á, nhưng mà em ăn rồi nó từ từ cái cơ thể em nó nhận định được mình phải ăn chay, hoặc là chủ nhân của mình nó đã ăn chay rồi, và cái đường lưu thông mình nó cứ lưu thông đều lại, thì nó hấp thụ đủ rồi đó, đủ tiêu chuẩn của nó đang có rồi đó, thì tự động tự nhiên em sẽ mập vậy. Và em thấy những người ăn chay người ta rất là hồn hào, và người ta cái chùa cái to các ông thầy được rồi, tự nhiên thầy chùa mà thì mấy người ăn trong trường á, mặt mày người ta rất là hồn hào và người ta cực kỳ sáng vì ăn chay, và kèm theo cái trình độ của ăn chay và trí tuệ của ăn chay, họ đủ thông suốt, họ nhận định là gì. Và cái ăn chay là cái mà gọi là hãm mình lại là cứ như là hút mình lại, không phải hút mình lại để mình bị nhát gan, mà hút mình lại để gọi là đúng từ đúng nghĩa hơn là để thu phục mình lại, không cho mình bị nhiễm đời hay gì đời á. Người ta bon chen, người ta đua đòi, người ta phải có điện thoại hay là phải ăn gà gừng, ăn thịt nướng hay cái nào. Nhưng người ăn chay người ta phải đi ngược lại, thì người ta mới gọi là người tu, người ta mới gọi là người xuất gia. Đi đâu chồng đi chút xíu từ từ. Đó, cho nên cái ăn chay này mình phải nhận định một điều là gì nè, ăn chay đừng suy nghĩ, ăn chay suy nghĩ nhiều quá ăn được, nhưng mà nằm trên cá ngon chết thì bây giờ ăn đâu cũng ngán mày nha. No, mình nãy giờ ăn được ăn cá ngán nữa, tại sao mình không nghĩ vậy? Bộ ăn cá thì từ mọi người đủ chất hả? Nếu mà đủ chất là mọi người sẽ không bệnh, hay là mọi người ăn cá mà, tại vì á ví dụ con heo, mọi người trước khi chiếc nó thì nó sẽ bị như thế nào? Lấy cái cây của nó, lấy cái cây nước quý thọc vô cổ heo thì con heo nó sẽ như thế nào? Vậy đạch. Nên trong lúc nó nhảy đạch, nó cực kỳ sưng hận. Nó sưng hận lắm á, nó tức lắm á. Tại sao tự nhiên đi giết tôi đi? Nó chống cự lực của nó là sao chống cự á? Nó sưng hận, nó tức tối để nó buồn dùng vậy mà. Rồi, đến khi nó chết,
thì nó xưng thận. Mà cái từ cái chuyện xưng thận của con người nó liên kết với cái gì? Máu, thịt, tim, gan, thận, phổi. Và những cái thứ đó của con heo mình ăn được hay không? Được. Thì mình đang ăn cái gì? Ăn tim đó nè, ăn thận đó nè, ăn gan đó nè, ăn thịt đó nè, ăn máu đó nè, là huyết á. Ăn đang ăn cái đó là ăn đang ăn cái gì không? Đang những cái xưng thận của loài vật vô con người rồi. Tự động những cái thịt máu đó, nó thấm từ từ, nó thấm đường từ từ vô tim gan thận phổi của con người mình, thì lúc đó con người mình dễ nảy sinh sưng si. Vì sao sưng si? Vì mình đang ăn máu của con sưng si mà. Thì lúc đó con người mình rất là dễ bị nổi cáu lên, vì mình biết bao nhiêu năm rồi ăn thịt ăn cá với những con vật đó rồi, thì những con vật đó bị giết đường sưng si hết, thì con người mình có cái gì đó cũng phải có cái gì đó ít nhiều, người ta gọi là thú tính. Giống như các thầy nhiều khi các thầy nổ cấu lên đó, mà các thầy không kiềm chế được bản thân, vì các thầy đã ăn máu của những con vật đó. Cái bản thân của mình đó, cũng phải có cái gì đó. Tại mọi người thấy không, nhiều đứa đó, nó giết người á, mà mình gọi là thành một người thú tính thì thấy không? Cho nên cái đó cũng mang ảnh hưởng không nhỏ từ cái đồ ăn. Cho nên mình thường xuyên ăn rau củ nhiều thì nó lạnh và nó không bị bệnh. Rau, cây cối, tất cả cây cối nó đều được gọi là thuốc nha. Tất cả cây cối mọi người thấy nó được gọi là thuốc đó. Cây cỏ mực á, mọi người thấy không, nó là thuốc đó. Bình bát cũng là thuốc nè. Mắm cầu gai cũng gọi là thuốc luôn. Quá tức lợn cũng là thuốc luôn. Cái chó đẻ cũng là thuốc luôn. Cho nên mình ăn rau củ nhiều, nó sẽ hấp thụ từng ngày làm mát cơ thể. Cho nên mình đang bị như nè, ăn chay cũng được, ngán quá. Nhưng thực sự nó có sự ngang ngửa này, ăn chay cũng ngán mà ăn mặn. Chết ôi trời. Cho nên mọi người á, mọi người ăn chay được, mọi người cứ tiếp tục ăn chay. Không ít nhiều các thầy không biết, không biểu mọi người ăn chay mỗi ngày. Mình cứ nhận định một năm phải không, mình chia 10 ngày ăn chay thôi. 10 ngày mà mọi người phải ăn liên tục 10 ngày á, để cho 10 ngày đó nó đủ hấp thụ rau củ á, nó đẩy hết tất cả các phân và nước thải của mình á đi ra hết. Là những cái phân, những cái nước thải đó đều do nặng của mình á, nó sẽ thải hết và nó hấp thụ lại một cái chất dinh dưỡng của cây cỏ rau củ. Thì con người mình sẽ thấy tươi mới nhẹ nhõm. Mọi người để ý đây, cầm một cái tô hủ tiếu chai với một tô hủ tiếu gà, mọi người sẽ ăn cùng, mọi người chia ngà ra ăn đi. Bữa nay mọi người ăn hủ tiếu gà đi, có cảm giác mọi người dinh dưỡng trong cơ thể mọi người nó nặng như thế nào. Và một tô hủ tiếu chai mọi người ăn vô thì mọi người thấy mình nó nhẹ, nó đặc biệt. Còn mọi người ăn nhiều loại động vật đó. Nhiều loại động vật nó cũng không tốt. Nó làm cho con người mình sưng si quá. Thế tại sao mà hai người ngồi nhậu nhau tí xíu á là thấy có quýnh lộn. Đây, tôi đang nói về tâm linh. Là một người luộc từ con ốc. Thì cái sưng si, cái hồn của con ốc đó, hoặc là cái hồn của con gà nó được quẩn quanh quẩn ở trong cái quan. Tại vì nó chết ở đâu, nó sẽ đi ở đâu. Và ai ăn nó thì người đó sẽ bị theo nó quán mà. Nó báo quán. Không phải là nó báo quán cho mình bị chết liền đâu. Mỗi tụ đủ 10 dĩa ốc đi. Mọi người thấy chút xíu mọi người ăn là ít nhiều thì mọi người cũng thấy có cái bội hay khó chịu cũng đâu. Hay là ăn nhậu chút xíu mọi người thấy nó có cái sai cũng đó. Rồi tự động cái ông này mà mình không có nói, mà đùng ra cái tự bữa nào này có chút bia, chút rượu, chút đồ ăn vô là sụp vong này. Rồi thấy bất sự mâu thuẫn lớn. Cái đó là những cái quanh của những con vật nó về nó quá. Mà mình thấy về cái vô hình mình sẽ không thấy đâu. Những cái vũ hình nó rành trước mắt là làm cái hai người thích nhau. Mình không biết. Tại vì mình tại sao mình không hiểu không? Cái vô minh của mình á, cái không sáng của con người mình nó đang có ở đó. Mình không sáng được, mình không suy nghĩ được. Mình nếu mà suy nghĩ được, mình có trí tuệ mình lên tu á. Cho nên còn trẻ tiếp thu những cái Phật pháp như này. Cứ nghe những điều tuyệt nhất có thể. Thì lúc đó mình sẽ hội tụ được những thành công và may mắn. Tại vì cái từ tu á, không phải là ăn chay. Nhưng mà bây giờ mọi người ăn trong được, mọi người ăn tăng tinh nhục.
không tự tay mình giết con số 15 cũng máu là được ăn. Ăn những con vượt chết là được rồi. Cái đó mọi người không bị mang cái tội bắt phạt. Nhưng mà mọi người cũng mang cái tội giả dứt. Cầm phạt. Giả dứt quá. Không có mọi người cho biết đó. Để mình còn bán rồi bán. Nhưng mọi người luôn nhớ và luôn ý cái này. Cái gì trong cái cuộc sống nó cũng đều có giá trị riêng của mình. Cái chất dinh dưỡng cá thịt mình phải có. Vì từ hồi xưa giờ mình đã ăn nó rồi, mình phải từng có. Tại vì cơ địa mình cũng quen có nó rồi. Mấy chục năm nay mình đã từng có nó rồi. Mà đụng cho bữa nay bắt ăn dài ăn không được. Đúng không? Mình đã tập cái cơ địa mình đã tập cái con người nó quen như vậy rồi. Mà bây giờ tập nó đợi mình ăn cái đồ lạc lẽo, cái đồ nhàm chán, cái đồ cỏ, rau củ không có lửa. Nhưng mà những người xuất gia người ta kiềm hãm được là cái đó không gọi là tu. Người đời là đi nè, người tu là đi được rồi. Ok, cảm ơn em. Người tu ngủ, người đời ngủ ngày 8 tiếng, người tu ngủ ngày 3 tiếng, 4 tiếng. Người tu 9 giờ ngủ không? 2 giờ sáng dậy rồi. Không cho ngủ nhiều nha, 2 giờ sáng là gõ kẽn rồi. Hội tụ, đánh răng xuống miệng, lên đọc kinh công phu. Mà ăn chay, ăn cơm ha, mọi người đã thấy ăn chay là cực khổ rồi. Mà ăn có như mọi người chọn cái tô rau. Ăn như sống nước đâu, hút ăn hào hào không có đâu. Để bàn mà nghiêm trang cung đọc kinh trì chú. Mà cái những cái đọc kinh và trì chú đó lại làm gì? Để cảm ơn. Cảm ơn tất cả các thí chủ đang cúng dường cho Phật pháp những cái món ăn như vậy để cho nuôi tất cả các tăng đoàn, để nuôi cho người tu á, để người tu tu hành đàng hoàng rồi đó. Là cái đó mình đang trợ giúp cho những người tu á, đang tính ngừng với lại Tây Phương, thì những người được cúng dường đều được công đức nghe nhiều lắm. Cho nên họ ăn họ phải cảm ơn, cũng như là họ hồi hướng hết công đức của họ.